Top 8 lợi ích sức khỏe của nước mắm. Nước mắm là loại gia vị truyền thống của Việt Nam và nhiều nước châu Á. Dù vẫn được dùng hàng ngày, nhưng có lẽ ít ai biết rằng nước mắm rất tốt cho sức khỏe. Sau đây là các lợi ích tuyệt vời của nước mắm. 1. Tốt cho phụ nữ sau sinh. Phụ nữ sau sinh là đối tượng bị thiếu hụt dinh dưỡng và cần bồi bổ nhất. Sử dụng nước mắm cho phụ nữ sau khi sinh sẽ giúp họ nhanh chóng hồi phục, tăng cường sức khỏe. Ngoài ra, nước mắm còn giúp làn da của các bà mẹ săn chắc và hồng hào trở lại. Đây cũng là kinh nghiệm đúc kết dân gian được ông bà ta truyền lại. 2. Cung cấp chất béo omega 3. Omega 3 là loại axit béo rất cần thiết cho hoạt động của cơ thể. Nó có tác dụng làm giảm mỡ máu, bảo vệ tim mạch, có lợi cho sự phát triển trí não. Omega 3 còn có một vai trò quan trọng trong sự phát triển thần kinh và thị lực ở trẻ em. Người Việt xưa tuy chưa biết đến sự tồn tại của omega 3, nhưng đã biết dùng nước mắm như một loại thực phẩm giúp chống suy nhược cơ thể. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta cũng không tự tổng hợp được omega 3 mà phải lấy từ các nguồn khác. Trong cá có nhiều loại axit béo này, do đó, nước mắm, một chế phẩm từ cá cũng có một lượng omega 3 không nhỏ. Với những ai không thích ăn cá, việc dùng nước mắm trong bữa cơm hàng ngày cũng là một giải pháp thay thế hữu hiệu. 3. Giữ ấm cho cơ thể. Theo các nhà khoa học, nước mắm giúp cung cấp năng lượng rất tốt vì có độ đạm khá cao, nhờ vậy mà chúng có khả năng giữ ấm cho cơ thể. Trong quá trình bơi và lặn, chúng ta không tránh khỏi việc cảm thấy lạnh và bị xuống sức sau một khoảng thời gian. Việc uống nước mắm trước khi bơi hoặc lặn sẽ giúp làm nóng cơ thể, cung cấp dinh dưỡng để cơ thể không bị mỏi mệt. Ngoài ra, việc bơi lặn sẽ khiến các mạch máu trong cơ thể bị gặp áp lực. Việc uống nước mắm sẽ giúp nhịp tim gia tăng nhằm giải phóng áp lực đó. 4. Cung cấp vitamin B12. B12 là một loại vitamin có lợi cho quá trình tạo máu, bảo vệ hoạt động của hệ thần kinh và cần thiết cho quá trình nhân lên của tế bào. Phụ nữ đang mang thai được cung cấp đầy đủ vitamin B12 sẽ có tỷ lệ sinh con khỏe mạnh cao và ngừa được dị tật ống thần kinh ở trẻ. B12 tan trong nước và được hấp thụ tốt nhất qua đường tiêu hóa. Lượng vitamin B12 cần thiết để cơ thể hoạt động một cách tốt nhất mỗi ngày là 2.4mg. Tuy nhiên, chúng ta không thể tự tổng hợp được loại vitamin này mà cần phải có nguồn bổ sung từ bên ngoài. Và nước mắm là một nguồn B12 khá tốt. 5. Cung cấp các axit amin có lợi. Axit amin là một loại hợp chất hữu cơ sinh học quan trọng. Chúng góp phần trong việc hình thành các tế bào, sửa chữa mô và tạo ra các kháng thể giúp bảo vệ cơ thể. Có tổng cộng 8 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể và chúng ta không thể tự tổng hợp được các axit amin này mà cần bổ sung từ thực phẩm hàng ngày. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong nước mắm có đến 13 loại axit amin, trong đó có 5 trên 8 loại axit amin rất cần thiết cho cơ thể. Ngư dân Việt Nam từ xa xưa đã biết dùng nước mắm như một loại nước tăng lực sau khi lặn biển vì nó giúp họ phục hồi thể lực tốt hơn. Ngoài ra, nước mắm còn được dùng như một loại thuốc hỗ trợ trong việc chữa các bệnh về đường tiêu hóa như bệnh đường ruột, tá tràng. Các tác dụng này của nước mắm đều là nhờ công dụng của các loại axit amin thiết yếu. Như vậy, với việc dùng nước mắm hàng ngày, bạn không chỉ có được một bữa ăn ngon mà còn hấp thụ được nhiều dưỡng chất cho cơ thể và chống được nhiều loại bệnh thông thường. 6. Cung cấp sắt. Trong nước mắm có nhiều sắt, là một loại vi chất rất cần thiết cho hoạt động của cơ thể. Phụ nữ trong thời kỳ mang thai cần bổ sung sắt để giảm tình trạng thiếu máu, giúp giảm nguy cơ đẻ non và các biến chứng khi sinh như băng huyết. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cứ 10ml nước mắm sẽ giúp cung cấp 10mg sắt. Tổng lượng sắt cần có mỗi ngày cho thai phụ là 30mg. Do đó, có thể thấy nước mắm là nguồn bổ sung sắt dồi dào và tiện lợi. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng, nhờ việc sử dụng nước mắm thường xuyên mà tỷ lệ phụ nữ thiếu máu do thiếu sắt ở nước ta đã giảm. Lợi ích của nước mắm với thai phụ không chỉ mới được khám phá gần đây. Từ ngày xưa, người dân ở các vùng cao đã biết tích trữ nước mắm để dành cho thai phụ trong thời gian mang thai và sinh con. Theo kinh nghiệm dân gian, phụ nữ mang thai được ăn các món chế biến từ nước mắm như thịt kho, cá kho sẽ chắc da chắc thịt. Đây chính là nhờ họ đã được cung cấp đầy đủ sắt nên không bị thiếu máu, dẫn đến da dẻ hồng hào, khỏe mạnh. 7. Nước mắm giúp phòng và chữa bướu cổ. Bệnh bướu cổ là một bệnh phổ biến, có tỷ lệ mắc phải khá nhiều trong những năm gần đây. Nguyên nhân chủ yếu gây chứng bướu cổ là do việc thiếu iốt trong các bữa ăn.
Việc uống nhiều nước mắm và sử dụng nước mắm hàng ngày trong các bữa ăn sẽ giúp cơ thể bổ sung nguồn iốt đầy đủ và không bị mắc bệnh bướu cổ. 8. Nước cam pha nước mắm trị ho hiệu quả. Đây là một mẹo chữ dân gian thường được ông bà ta sử dụng để chữa trị ho cho trẻ nhỏ. Trong nước cam dồi dào vitamin C và các khoáng chất giúp tăng cường sức đề kháng. Còn nước mắm có chứa đầy đủ các chất điện giải và muối khoáng giúp cơ thể không bị mệt mỏi. Việc sử dụng nước cam pha nước mắm trị ho sẽ giúp cải thiện tình trạng bệnh đang gặp phải và nhanh chóng khỏi hơn. Có thể thấy, nước mắm là một loại gia vị tuyệt vời cũng như là nguồn bổ sung dinh dưỡng dồi dào, tiện lợi mà lại không quá mắc tiền. Hãy sử dụng nước mắm hàng ngày để bữa ăn thêm tròn vị và đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.